Thưa quý vị và các bạn, Hiến máu nhân đạo là một chương trình hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang trở thành phong trào nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội. Tại tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, phong trào này ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đem đến cơ hội được chữa trị kịp thời cho hàng nghìn người bệnh mỗi năm. Phóng sự nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4. Em Hoàng Quốc Doanh, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Cứ một tháng, hai lần, em lại phải đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang truyền máu một lần. Trong thời gian nằm viện, nhờ những giọt máu nghĩa tình mà cơ hội sống của em được nối dài. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang truyền được 5 năm rồi. Nói chung là cứ tiếp về thì tốt hơn, sức khỏe tốt hơn. Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, khoa nhi tổng hợp của chúng tôi tháng nào cũng tiếp đón gần 100 bệnh nhân thiếu máu huyết tán hay là tan máu bẩm sinh di chuyển. Những đứa trẻ này là truyền máu cả đời. Hầu hết tất cả những đứa trẻ này, nguồn máu chúng tôi được cung cấp bởi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hơn 10 năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn đứng đầu khu vực phía Bắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, với kết quả tiếp nhận bình quân gần 10.000 đơn vị máu mỗi năm. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để phục vụ cho việc cấp cứu người bệnh. Có được kết quả đó, bên cạnh tổ chức các đợt hiến máu tập trung quy mô lớn, nhiều địa phương trường học còn thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền sẵn sàng hiến máu. Các cái tình nguyện viên sẵn sàng đăng ký hiến máu để phục vụ bệnh nhân cấp cứu sẽ giao cho các câu lạc bộ và ban chỉ đạo vận động hiến máu các cấp để tuyển chọn, lựa chọn các cái tình nguyện viên dự bị để sẵn sàng hiến máu. Với những người bệnh phải chờ máu để điều trị, thì mỗi giọt máu cho đi của người hiến máu giúp cho họ được hồi sinh. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, lan tỏa phong trào hiến máu nhân đạo, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người thêm cơ hội được hồi sinh.